Nói đi, đừng có nói nhiều biến chuyện của mình ta. Xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi đâu? Hôm nay mình đi chùa. Chùa gì? Naritakeshi. Chùa gì ở Naritakeshi? Chùa đó là ở ga Naritakeshi. Chùa ấy ở gần ga Naritakeshi. Naritakeshi. Nhưng mà không có nhớ tên nha. Rồi sao nữa? Mình đi đến ra, mình sẽ có một cái con đường du lịch. Giới thiệu đi. Cái con đường nó có đầy đủ quán xá. Khu du lịch. Đi từ Nga vẫn đến chùa đấy khoảng 6-7 phút. Không, hơn ấy, đi bộ như là hơn ấy. Bây giờ mình đi từ bãi đỗ xe của mình đi lên đấy. Đi bộ từ ga mà đến chùa anh nghĩ là 15-20 phút. Nhưng mà 15-20 phút đó là một cái đoạn đường đi bộ dành cho người đi bộ. Nó có quán xá đầy đủ hết. Đồ ăn, đồ uống, siêu thị các kiểu rất là đẹp. Giống như đường đi bộ, giống như phố đi bộ ở Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh ấy. Sao mà biết được? Cái mỏ hộn quá là phải đi chùa cho cái này. Ok. Con chó à? Ở đây người ta nuôi chó nhiều nè. Ê, đi đường này đi, đi lên đi. Đi lên đây là tới. Sao tới được anh? Nhưng mà bên đây cũng có. Bên đây là đi lên, này là ga nè. Chùa. Thế mình đi bắt đầu từ đằng đó không? Đằng hướng này là ga này, trước mặt là ga này. Đó, tới. Xong đi bên này mình sẽ đi ra chùa. Đây, em quay nha, là em không có được gung. Em không có đánh cái tay đánh này, đánh nọ. Em cứ thích. Em thích là nó sẽ bị rung. Em thích. À, đẹp không? Quán đẹp nhờ. Quán Nhật cổ đẹp ha. Em thì đẹp rồi, em thì không phải nói nữa. Em xinh như một thiên thần. Em xinh như một thiên thần. Đâu? Đây là 12 giờ đúng không? Đúng. Tới rồi kìa. Ở trên này có một quán cơm lương em không giới thiệu mọi người á. Em không giới thiệu mọi người. Em không giới thiệu. Đây đường phố đi bộ đây. Ồ, đông phết. Nhưng sao em không giới thiệu mọi người là có một cái quán cơm lương tụi mình sẽ đi ăn ở đó. Vậy sao em không giới thiệu mọi người một cái quán Việt Nam? Đừng có nói thêm nữa, cái đó là mình giới thiệu cho quê hương mình đi. Mình thêm khách cho đi em. Mình thêm cho đi. Đông ha. Thế bây giờ mình không nói gì à? Hôm nay mùng 3 đông ha. Gọi là người ta đi chơi á. Đi chơi, đi ăn. Đi chơi như thế nào vậy bạn? Nhưng mà ở đây là toàn khách du lịch thôi, đâu phải khách du lịch là nhiều nha. Ok. Quay đường chứ không phải quay. Kê, Co. Người ta bán gì cơ? Rượu á, uống không? Thôi mà anh không uống rượu được. Quên, thì xin. Ê, qua đây. Đông nhờ. Đông ha. Hello, say hi. Hey, kiss me. Không biết mấy cái nhà có bị dính bản quyền không? Ê, bắn không? Bắn, để anh bắn. Anh cũng là trẻ con mà em. Anh có người lớn đâu. Em phải đứng quay xíu. Đi qua lướt mấy cái chủ đề hay. Nhưng mà khi nào mà không có chủ đề gì á thì mình mới tắt đi. Đang có một đống chủ đề sao mà tắt vậy? Cái này là gì? Tao có mực á. Đông ha. Hôm nay là mùng 3 nhưng mà vẫn đông. Quán Thái này, đây là quán Thái. Quán Thái. Không mở đâu, bên ngoài bán này nè.
Đi con. Khoai. Ơi, người Nhật người ta ăn khoai nhiều nha. Anh thấy cửa hàng nào mà có cái này cũng đều đông người. Ê, cái này Thổ Nhĩ Kỳ nè. Bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ nè. Bánh mì thì ngon lắm đó. Em ăn hả? Bánh mì thì ngon lắm, em ăn chưa? Chưa. Chưa về em ăn. Cái này có giá này, cái này là 700 yên, 800 yên. Mà cái chỗ bài đứng này là mình ăn cái 800 kia nhá. Ừ. Cái kia nhìn nó đẹp hơn đó. Nhưng mà chỉ mua một cái thôi nhỉ. Không phải tại nha. Em mình đang quay đấy. Đừng có tỏ cái sự điêu hoa chân chua của mình ra. Thưa gì? Ok. Chanh chua điêu hoa. Cái gì? Em liếc lại. Đúng không? Để em quay cái này. Ê, keep a watch rap. Ờ, anh xin lỗi. Anh giành của em rồi. Em nói đi. Nói cái gì nữa chị hay. Em nói đi. Hay rồi. Em nói lại đi. Em không có thích anh. Anh cắt ra. Anh cắt cái khúc của anh ra. Ai đâu rồi? Ai? Không mà. Không. Không chứ. Thì tao nói tiếng Nhật rồi. Ai chỉ có amai cara ju cara này nani ga ii? Ờ, o Ừ. 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 Ôi, ở đây lúc nào cũng có quầy này quầy nọ, không thể nào ngưng chiếu được. Đi đoạn này no. Không thể nào ngưng quay được. Em ăn trước đi. Ê, mực à, mực nướng à. Bạch tuộc nướng chứ không phải mực. Cái này là thịt nha. Cái này là cái gì nhỉ? Ốc cải ấy. Ờ. Rau. Thịt là nướng mà thôi. Ờ. Xong rồi. Cá nướng. Cá này là cá gì mà so đi đâu cũng thấy cá nướng nhỉ? Nhìn tay đi. Mua quán này hôm kỳ mình vô mình mua dù đúng không? Cái này á. Cái này nè. Nè, như quán này nè. Lên. Ngon. Nó thấy ngon. Ngon không? Cay nha. Hơi cay á. Em nghĩ là em ăn cái này no. Ngon á. Cái nhỉ? Cái nhỉ? Ừ. Có phải
cay. Em ăn hết cay hả? Ừ. Thôi, không ăn. Ừ, ăn hết cay rồi. Coi. Cầm ấy. Ừ, cho ăn sao ăn. Ừ, vậy là các bạn ăn cái món này rồi, các bạn thấy chưa? Cay nha, ai bảo cho ăn cay nha. Cái này nhìn này đỏ. Ừ, không đỏ lắm nha. Nhưng mà cái sốt nó cay lắm nha. Ừ. Ăn mỗi chị ạ, mỗi chị ạ. Đồng phết này. Ừ. Ai ăn cái này là phải giảm cay rồi. Ừ. Ờ mình không biết hả? Cay quá. Với là cái vị này nha, nó rất là giống bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ ở trong miền Nam ấy. Em cứ ăn đây. Nhưng mà nó là cái ổ mì tam giác, sao mà bỏ vô như mình. Nó cũng là thịt quay như vậy, cắt ra như vậy nha. Nhưng mà anh nghĩ là người ta làm cho nó phù hợp với lại khẩu vị người miền Nam á. Chuẩn bị tới quán cơm. Cái nhà cổ nè, cái nhà cổ này. Ừ. Nhìn thú vị ha, nhà cây. Cái nhà cây nhìn thú vị ha. Nhưng mà anh uống không được. Uống rượu không được. Không, anh uống rượu là thổi ra nồng độ. Chạy xe đâu được. Chè cao cấp ấy. Chà, trong anh kêu bằng chà. Chè gì? Đây là cái gì? Chí dùng là cái gì? Chè của em là giống chè ở trong anh. Cái từ chè ở trong anh là chà. Thì cũng lịch như nhau mà. Không. Chè là chè ăn. Chè nó khác. Chà là chà uống. Nhưng mà nó là chè hay chà đều được. Không được. Giống như cái từ mảng cầu trong anh ấy. Mảng cầu ta, mảng cầu tây á. Nãy giờ mình đi bộ là 10 phút á, cái đoạn đường này. Nhà hàng đi vào. Ăn này rồi ăn khác được không? Chị được cái này cay lắm anh. Cay nha, này cay nha. Không ăn mình cảm ăn mình cảm thấy mình cảm thấy không ngon đấy. Luôn tâm dụng luôn. Không được. Rồi, không có cái gì đâu mà coi không. よくこんなにお客さんいるのにゆっくり食べられるんだ。さらにの前にしたらめちゃめちゃ姿勢でしょ。ちゃんとね足もできれいにされますからね。お渡ししました。まずはね、改めまして皆様新年明けましておめでとうございます。本当に新年早々ありがとうございます。こうやってね貴重なお時間いただいて、 今からご覧いただく猿橋、昔からマガ猿とか、ヤクガ猿、ヤマイガ猿、何事にも勝るとどこにこのね年始に見ると非常に縁起がいいと言われているものにもなりますので、ぜひ今日は皆様に素敵な思い出と一緒に少しでもご利益をお持ち帰りいただけるように全力で頑張ります。注意事項が2つだけあります。ロープの中に入ったり、お猿さん近いんですけど、触ろうとされないように、これだけご協力のほどよろしくお願いします。 この2点守っていただけると引き続き公演中でもお写真動画全然撮っていただいて大丈夫となりますので、記念にも思い出にも、あと一番大事なのが4年後の年賀状にも使えますので、せっかくですから、いっぱい撮ってもらって。
今日頑張りますお猿さんが7歳の男の子で名前を福と言います。福、名前まで縁起がいいですから、ぜひ覚えて帰ってあげてください。ただの7歳って言っても人間の年に置き換えると大体20歳ぐらい。今が一番元気でちょっとやんちゃ盛りではあるんですけれども、一生懸命頑張りますので。そして僕たちこの2人でコンビ名がございまして、ご縁の縁と書きまして縁西と申します。縁西、こちらもねぜひ覚えて帰っていただけたら嬉しいです。今から頑張るんですけど、1個お願いしてもいいですか。今一度一歩でも前にスペースあるわって方がいらっしゃったら、2列目以降の方も少しずつ前に詰めてきていただいてもいいですか。もうこのすでにこの人数なんで、本当に終わるとき3万人ぐらい来そうなんで、ただ誰も笑わなくなってちょっとね、2列目以降の方見にくいなって方、全然まだ両サイド散らばったら見やすいと書いてますね。それでは行きましょう。お待たせしました。全力で頑張りますので、10分間です。最後までのお付き合いのほどよろしくお願いします。ありがとうございます。挨拶が大事ですから、どうもこれが基本ですので、お待たせしました。頑張ります。ちょっと拍手が足りないみたいで上がりました。よかった、ありがとうございます。続きましょう。今日は目玉の芸をご覧いただく前に、僕らが一番自信持ってる芸からご覧いただきたいと思います。皆様に今年1年どんな困難があってもうまく飛び越えていけますようにと、そう思い願いを込めまして、跳躍芸からご覧いただきたいと思います。さあ、もう本当に分かりやすい人芸でございます。お猿さんがこれを立ったままで飛び越えていく、ただそれだけの芸にはなるんですけれども、一見簡単に聞こえそうな芸ではあるんですけれども、すごいのが、普段は立ちませんので、これだけを忘れて、普段4本足で生活してますから、これだけ忘れずにご覧いただければと思いますが、もうね、本当にたくさん集まっていただいて、この後ご参拝行かれる方とか、おいしいものを食べる方とか、いろんな予定がある中来ていただいたと思うんで、万が一にもないと思うんですけど、倒してしまったら、もうすいません、その時点でこの芸に関しては終わりにします。この後目玉となりますので、今日は。いいね、三が日も最初にこれでたくさん集まってもらってるから。聞いとった話どうしておりよ、任せよ、いけるね、大丈夫ね、よし一応本人は大丈夫って言ってますから、気合が入ってますね。緊張感持っていただいて、最初が肝心、これで皆さんの印象も決まると思います。真剣勝負、まずは一つ目お願いします。はい、すいません、笑っていただけるかなと思って、笑う方には福来たると思いますので、真面目にいきましょう。ちゃんと2本出して立ったまま、はい、よし、ありがとうございます。いいですね、どんどん行きましょう。数を増やします。ここからお正月特別仕様を並べた2つ、いいよ、いいですね、ありがとうございます。ちょっと今の反応嬉しかったんで調子乗ってもいいですか。せっかくなので三が日最終日、今日もう一個ありますから、思い切って頑張ります。本気で頑張りましょうか。もちろんありがとう。これは立ったままで一気に行かせてもらいます。飛ぶ時に倒しても着地で手ついても失敗なんで、全部動画に書いておいてくださいね。写真でぶれると思うんで、今来た途中から来たって方も全然大丈夫、この後が目玉となります。あと時間的には大体2時間50分ぐらいありますね。冗談です。行こうか、あなたや、すいません、たまにあるんですよ、こうなんです。ピント合わせてもらって、ごめん、後にしまっていいかな、皆さん動画も構えられてるの恥ずかしいから、行こう、ためにあるぞ、すいません、もしやめて、早くあっち行こう、皆さん待ってるから。何してんの、ちょっと待ってもらっていいですか。すいません、どうした、ああ本当に応援してくださってるから、行きました、ありがとうございます。ちょっとやるときやることですから、いただいた拍手も力に変えまして、皆様に今年1年どんな困難があってもうまく飛び越えていきますように、その神様でございます。3つ言えるか、まずは跳躍芸からご覧いただきました。さりげなくそれではお待たせいたしました。このまま目の前に行こうと思ったんですけど、本当に温かく笑顔でお付き合いいただいているので、一個最新芸挑戦してもいいですか。今年のお正月に向けてめちゃめちゃ時間かけて練習しました。1年かかりました。見るの？見るの？